Bye bye. Hello, chào tất cả mọi người nha. Hello, xin chào mọi người. Cái này phóng to lên cho đại diện nhìn nào. Hello, chào mọi người đã đến với show acoustic ngày hôm nay nha. Hello mọi người, hàng tuần vào thứ hai 20 giờ tại Room 88 sẽ có show acoustic như mọi người đã biết. Và hôm nay là như thường lệ, nhưng mà với hai idol mới, đó là Lương Huỳnh và chị Trang Yumi. Để mọi người vào chứ không lát mọi người vào lại hỏi là ai nữa nè. Để đông đông xí nha. Và đây là anh guitar cũng như là cây dông. Mọi người giới thiệu tên đi. Hello Tiểu Hổ 1. Chào Hoa 10 giờ nha. Chào Văn Long. Hello mọi người. Chào Thiên Thạch 76. Mọi người hôm nay là show acoustic với chủ đề là crush nha. Ai chắc là hẳn trong cuộc đời bây giờ tới, nếu mà mọi người xem show mà tầm 9X đi, 9X đầu 9X hay 9X hay giữa 9X gì đó thì cũng đều có crush, có tình đơn phương đúng không? Ít nhiều cũng có một hai mối tình đơn phương. Mình thích cây guitar rồi. Em kế cuối 9X. Mọi người sinh năm bao nhiêu ạ? Lương là sinh năm 96. Chị Trang bao nhiêu? Trang sinh năm 94. 94. Anh đơn một lần. Trời, gõ tác chát mà cũng tiết kiệm nữa. Anh đơn phương một lần, anh đơn một lần. Em 98. 98 cũng là 9X rồi. Trời, bây giờ con nít tầm tiểu học, trung học là đã có tình đơn phương rồi đúng không chị? Đúng rồi. Không cần tập tiểu học thôi, học lớp lớp 3, lớp 4 thôi đã có rồi. Khi lớp 1 có nữa. Mặc dù không biết rõ ràng tình đơn phương là như thế nào, nhưng mà ít nhiều cũng sẽ có, cũng thấy cảm mến một bạn nào đó trong lớp. Đó cũng là gọi là tình đơn phương rồi. Xong cái ra chơi, cái lén lén đút cho nhau cái kẹo. Hello CN. Tình đơn phương đau lắm em. Dạ đúng rồi, crush mà. Cái tình đơn phương nó khó nói lắm mọi người. Tại vì nói cũng không được, mà không nói cũng không được. Người xa lạ thì khó nói cũng khó nói, nhưng mà bản thân thì càng khó nói hơn. Nói thì một mất một còn. Một là tiến tới luôn, hai là sợ mất tình bạn, cho nên là sẽ giữ im lặng trong lòng thôi. Cho nên là chủ đề show acoustic hôm nay là sẽ nhắm vào chủ đề crush nha. Có nhiều thứ để nói và nhiều ca khúc rất là hay về chủ đề này. Hello, chào mọi người nha. Mọi người chào idol, sẵn chào luôn anh guitar với anh cây dông luôn nha. Hôm nay là tông chủ đạo là tông màu đen, bốn đứa màu đen hết. Đen nhưng mà không đen hẳn, chỉ có bọn mình là đen vẫn luôn, phối hợp với cả vàng với cả đỏ. Còn hai người sau là đen tuyền luôn. Mọi người nói chuyện hai anh kia đàn đệm. Đúng rồi, số acoustic mà đâu có thể nào mở beat lên được đâu. Phải tận dụng, tận special show đại chiến chứ. Đại chiến hả? Không, phải có cái kia cái nọ chứ. Hàng tuần vẫn có đại chiến idol thì đâu thể nào đại chiến hoài được. Mình cũng phải giao lưu, nói chuyện với nhau, là như bữa show gì nhỉ, talk show đó, cũng nói chuyện, nó thú vị đúng không? Bài chạm đáy nỗi đau, bài đó là yêu rồi. Bài đó là yêu rồi, không phải là tình đơn phương nữa đúng không chị? Đúng rồi, bài đấy là giống như kiểu là thất tình. Yêu rồi xong rồi tan vỡ. Xem MV là cũng biết rồi gì. Chị biết anh Tòng không? Chị biết. Chị biết anh Tòng không? Có, cha cũng biết. Chủ luôn, 999. Đúng rồi.
Hello Trúc Mỹ nha, chào tất cả mọi người đã đến với show Executive hôm nay nha. Mọi người đợi xí, chúng ta giao lưu một chút xíu rồi sẽ đến với những ca khúc về chủ đề tình đơn phương thiệt là hay nha. Tình đơn phương như tiếng Việt và tiếng Anh là gói gọn trong một chữ crush. Crush thôi. Hello Hoàng, đẹp trai nhất. Hỏi tên. Hai idol không quan tâm gì. Hai idol không quan tâm đâu. Hello hai anh guitar với ca dông phía sau nha. Bạn Hoàng đẹp trai gửi lời chào. Chết rồi, Hoàng đẹp trai nhất mà để ý hai anh trai là có gì nghi lắm nè. Có cần xin Facebook không? Số điện thoại giao tôi xin luôn cho. Hôm nay nhắc tới tình đơn phương thì mọi người có thể gợi ý cho hai idol những cái khúc về tình đơn phương được không? Mọi người biết những bài nào về tình đơn phương nè? Chắc chắn là sẽ có những bài trong kịch bản hôm nay mà hai idol đã chuẩn bị. Nhưng mà có thể nếu lát nữa dư giờ thì mình biết bài nào thì mình có thể tặng cho mọi người đúng không chị? Đúng rồi, chính xác, tình đơn phương. Hay quá, tình đơn phương. Hay quá, Trúc Nguyễn ơi. À, nếu như bạn Trúc Nguyễn đã đoán được bài đó thì thôi, mình hát tặng cho bạn Trúc Nguyễn và mọi người để mở bài show hôm nay luôn nha. Thêm dẫn dắt hay không? Yêu đơn phương hả? Yêu đơn phương hình như của Đà Bá Lộc đúng không? Bài đó cũng khá là lâu rồi, nhưng mà lại cũng ít thấy ai hát acoustic. Ok, bài đầu tiên hai đội sẽ gửi tặng cho mọi người đó là ca khúc Tình Đơn Phương nha. Hello mọi người. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngồi tiếng yêu đương sao không thành câu, để dần tìm về không còn xa để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần chọn nhìn em thật lâu nên thơ ngây chưa vương dù lây nàng đẹp từ ngàn muôn nay sao. Dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cứ vui lòng anh xót xuyên. Nàng ơi hay biết chăng anh đã yêu từ lâu. Đôi khi bên em thương anh mà rộng lòng đừng nói xa. Ê con tim chính em vươn tình số chất ngân. Giờ ơn màu hồng phai nhanh. Em hơn em rồi em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương tha sao mình đừng nói xa. Để mai để bên em ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau yêu em từ bên em thương ấy mà
dâng lòng để nói ra. Ê con tim chuyện em vươn tình sao chắc ngờ. Giờ anh yêu hồng phai nhanh. Em hơn em rồi em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương thà dâng mình đừng nói ra. Đến mai để bên em tạm chung về lối cũ. Dù em nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Yeah, vừa rồi là ca khúc Tình Đơn Phương nha mọi người. Idol kế bên là chị Trang Yumi. Mọi người có hay, nếu mà thường có bạn nào theo dõi chị Trang Yumi thì sẽ thấy chị Trang Yumi cũng khá là show thường xuyên trên talk của mình. Cho bạn kế bên hát với Bu, em mang tiếng dành hát rồi. Tại vì lát nữa chị Trang Yumi sẽ dành riêng cho mọi người một cái khúc cũng về chủ đề tình đơn phương luôn nha. Mọi người chờ xem. Bây giờ chị Trang Yumi có muốn gửi tặng mọi người một ca khúc nào không? Chị nghĩ là sẽ không phải là ca khúc về tình đơn phương mà là sẽ là như kiểu là một gọi là một cái cảm giác thưởng thức khi mà bắt đầu yêu một ai đó, của một cô gái. Say nắng. Đúng rồi, đúng không? Say nắng. Say nắng cũng là một kiểu như là trạng thái mới bắt đầu của tình đơn phương. Tuy là không có được sâu nặng như là tình đơn phương mà lâu năm, đúng không chị? Nhưng mà nhiều khi đó cũng kiểu là tình yêu sét đánh đó. Ừ. Mọi người có bao giờ gặp tình yêu sét đánh chưa? Tình yêu sét đánh mà nhiều khi lại mặn nồng hơn là yêu đơn phương lâu năm đó nha. Vậy ca khúc chị muốn gửi tặng cho mọi người là ca khúc mang tên gì ha? Ca khúc mình chỉ định hát đó là ca khúc Nắng của Bảo Yên. Bài này nhiều bạn biết nè. Bài này khá là hay, giai điệu vui tươi nữa. Ok, sau đây sẽ là ca khúc Nắng do chị Trang Yumi trình bày nha. Chị cứ hát đi. Hát được đoạn nào bé thì yên nhiều. Ok. Ta gặp nhau nơi phố quen, và ánh mắt của anh làm em say xuyến mà rồi. Đêm nằm nghe xa nhớ anh, không biết bây giờ anh làm chi bối rối rất nhiều. Nắng cứ mãi ghé nơi đây làm tim anh ngất ngây. Từ ngày mây đen trôi bóng tan màu. Liệu nắng có nghe thấy đêm bay tình ca em hát lên? Một em thân miếng anh đã rồi. Biết con tim này đã yêu nhưng đôi môi chẳng nỡ nghe lời. Biết thương nên em lại nhớ nhưng chẳng biết em ở đâu rồi.
không? Hello mọi người, bài Tương Tư đi chị hả? Bài Tương Tư là bài gì nhờ? Bài Tương Tư là hình như hồi trước có thi Sing My Song đúng không? Đúng không? Chị biết bài Tương Tư không? Ừ, em cũng không biết. Mà hình như em nhớ là bài đó là có bạn nam là đó mặc áo dài đi thi Sing My Song rồi rap luôn đó. Cái phong cách nhạc nó hơi truyền thống đúng không? À, cả Bá Hưng đúng rồi. Nhưng mà hai đồ không biết chưa, là tại vì chưa hát lần nào cho nên là chắc hẹn mọi người vào dịp nào đó hoặc là lát cuối giờ mình sẽ nghe qua thử nha, rồi có gì tập nha. Hello mấy bạn mới vào room nha, chào mừng mọi người đến với show Acoustic ngày hôm nay. Chủ đề hôm nay là tình đơn phương hay gọi là crush nha mọi người. Nói cho mấy bạn vào sâu biết. Bài Thương của Quốc Thiên. Bài Thương của Quốc Thiên không biết luôn. Hello Long Rùi. Mọi người đã từng yêu đơn phương chưa? Mọi người có thể chia sẻ cho hai đồ và hai anh âm thanh hôm nay nghe được không? Anh guitar và cây dông có thể nghe về chuyện tình đơn phương của mọi người được không? Chị đã từng yêu đơn phương lần nào chưa? Chị chưa trải qua cảm giác này bao giờ. Nhưng mà chị nghĩ là chắc cái cảm giác yêu đơn phương nó rất là khó chịu. Và mình giống kiểu lúc nào mình cũng có sẵn một cái tâm trạng là mình không biết là mình nên là tiếp tục hay là dừng lại. Cảm giác đấy chắc chắn là rất là giống kiểu là 50-50 á. Em thì thấy tình đơn phương chắc em thì đã từng yêu đơn phương rồi. Và tình đơn phương của em thì khá là lâu á. Em yêu đơn phương chắc cũng 4 năm. Đấy là lý do tại sao em chọn phải yêu tình đơn phương luôn. Không, người cũng theo chủ đề hôm nay mà. Nhưng mà hôm nay sẵn tiện có dịp chia sẻ mọi người. Bình thường lên show là em không có chia sẻ nhiều, em chỉ hát thôi. Hôm nay sẵn tiện đúng chủ đề thì mình nói luôn. Ít nhiều thì mọi người cũng có yêu đơn phương rồi đúng không? Thì yêu đơn phương thì nó cũng em nghĩ là nhiều giai đoạn. Ví dụ như lúc đi học đi. Đi học vừa rồi chị mới hồi nãy luôn. Có duyên lắm, tối nay làm show crush. Thì lúc trưa em có lướt Facebook thì thấy có một em, chắc em đã học trung học hoặc là trung học phổ thông hay cơ sở gì đó em không biết, mà có post lên là sắp được nghỉ rồi, làm sao được nhìn thấy người ấy nữa đây. Đó, kiểu như là mấy bạn mà yêu đơn phương, bạn yêu thầm bạn trong lớp đó, là mỗi ngày giống như mục đích đi học là để ngắm người đó thôi. Kiểu như vậy. Thì cũng không xuyên học đâu, nhưng mà đi học đều đều là để ngắm người đó. Đó, còn tình đơn phương của người lớn như tụi mình thì đi làm hay là gì đó thì nó sẽ sâu lắng hơn, thầm kín hơn, không có dám để lộ. Chị nghĩ là tình đơn phương mà tuổi đi học thì chắc chắn nó sẽ trong sáng, gì là trong sáng, ngây thơ, và có một chút trẻ con. Đó, còn đối với mà crush, nhưng mà tình đơn phương mà dành cho người lớn thì là nó có gì, có sự trưởng thành chín chắn và lo đến tương lai nhiều hơn. Đúng rồi. Họ sẽ nghĩ nhiều hơn là mình có nên thổ lộ, mình có xứng đáng với người ta hay không, có kiểu như là công việc đã ổn định chưa để mà tiến tới sâu hơn với người đó. Rất là nhiều, nói chung là nhiều trạng thái trong tình yêu lắm. Không biết là hai anh guitar và anh ca dông có từng yêu đơn phương chưa? Cười cười, nãy giờ hỏi là chỉ cười cười. Đưa mic cho hai người. Mọi người có thể tâm sự được không? Hồi nãy giờ mọi người quan tâm hai anh lắm luôn á. Đó là không chờ idol đâu, chờ hai anh thôi. Mình thì cũng đã từng yêu đơn phương rồi. Hồi tầm lớp mấy anh? Lớp mấy? Em không biết là, ý là lớp còn đi học hay là đại học hay là tới bây giờ? Chắc là đại học, chắc là đại học. Đại học. Còn cây nhau thì sao? Ngại ngùng. Nhiều quá không nhớ. Nhiều quá không nhớ. Trời, nhiều quá không nhớ luôn. Vậy là đã bao giờ mà yêu đơn phương mà được chấp nhận chưa? Kiểu như là chấp nhận, kiểu như giống như là thấy người đó có người yêu rồi nhưng mà mình vẫn yêu đơn phương người đó, kiểu vậy. Đa phần là như thế đúng không? Cũng có lúc mà người ta chưa có người yêu cũng có. Là đã yêu đơn phương từ lúc người ta chưa có người yêu, xong rồi đợi người ta có đáp không, một ngày đẹp trời nó công khai người yêu rồi có còn thích không? Mình chờ bền tới khi mà người ta
Thôi không nói đâu. Mất cỡ ớ kỳ lắm, không nói đâu. Đó, thì dù nam hay nữ thì mọi người cũng thấy đó, là cũng có tình đơn phương dù ít hay nhiều. Có những người yêu đơn phương mà cũng giống như là, nhưng mà được một cái tình đơn phương nó có lợi như vậy nè chị. Mà khi mình có người yêu mà mình lăng nhăng, mình nhìn ngó người kia, hoặc là mình chán người yêu mình nhìn ngó người khác là sẽ mang tội đó, kiểu như là tạo nghiệp đó. Nhưng mà khi yêu đơn phương thì mình chúng ta có thể lăng nhăng mà không ai biết. Chúng ta có thể yêu người này xong rồi này nó xấu quá, hôm nay nó mặc đồ không được vừa mắt mình cho lắm, không thích nữa, quay sang thích người khác, thì không ai có thể có quyền cấm cản mình được hết, đúng không? Ý của Huỳnh nói là yêu đơn phương có thể yêu nhiều người, chọn nhiều đối tượng. Đúng rồi, yêu đơn phương đó vẫn là tình yêu. Chết rồi, ám chỉ anh ngồi sau trang. Không, anh đơn phương đằng sau là cây dông mà rất là chung thủy nha. Yêu đơn phương người ta từ cái lúc người ta chưa có bồ cho tới khi người ta có bồ là vẫn còn tình cảm. Xong rồi nghĩ sao, tôi không biết có gì không mà ngại quá không kể nữa đâu. Đó, kiểu vậy. Anh đàn guitar thì cũng có người tình đơn phương vào thời đại học. Em thì yêu đơn phương từ chắc lớp 12 cho tới năm 3 đại học thì vẫn còn lưu luyến. Không ai ép mình hết, nhưng mà tự nhiên mình lại lưu giữ. Chắc là cái tình cảm đó mình đối với mình là nó quá đủ rồi, không cần có người yêu, không cần đáp lại. Kiểu như vậy. Mỗi người mỗi trường hợp thôi. Đúng rồi, bạn Ngốc nè, bạn Ngốc cũng đúng nè. Mà nói thật với mọi người là hai đời chưa có vợt với lại guitar với cây dông. Có gì lát nữa hát xong những bài trong kịch bản rồi chúng ta sẽ chuyển sang mấy bài đó nha. Bạn Ngốc chắc là cũng dễ đàn đó. Nghĩ là mấy anh này là chắc cũng có tập bài Ngốc rồi. Em gái mưa. Sao mình không nghĩ ra ta? Tại sao không nghĩ ra? Trời ơi, một cái khúc hot như vậy. Cảm ơn Charlie Thành nha. Đặc trưng của yêu đơn phương. Một cái khúc đang làm ba làm má thị trường vừa qua, mình không nghĩ tới. Thôi, nãy giờ tâm sự cũng nhiều rồi, bây giờ giao lưu văn nghệ xí nha, rồi chúng ta tâm sự tiếp. Hay là mình ok, vậy em cứ mưa luôn đi nha. Giờ chiều mọi người lắm luôn á, nãy giờ không có tập, là tập bài khác thôi mà tập nãy giờ tập bài lâu đâu không. Hỏi gấp quá. Đây em cứ mưa. Cũng có thuộc lời đó mà nhiều khi hát là sợ bị rối. Lấy tông xíu nha mọi người. Ca khúc làm ba làm má trên thị trường. Trong sáng mà buốt lạnh.
Muốn coi trực tiếp, ủa đang coi trực tiếp nè. Cái này là trực tuyến nè, mọi người vô luôn trực tiếp là coi trực tiếp chứ gì nữa. Ý là muốn ngồi đây luôn đó hả? Muốn ngồi đây luôn đúng không? Ừ, chị Trang Yumi xinh lắm, ở ngoài còn xinh hơn nữa. Thiên thần bị bỏ quên trong thót đó. Doãn Chí Bình, cái gì vậy? Ai, Doãn Chí Bình tìm cô Long đúng không? Ở đây không có cô Long nha. Cô Long đang đi bị thương quá rồi. Ừ. Clap clap, yeah. Give us clap. Phía sau một cô gái. Thôi bây giờ mình chỉ sẽ hát cái bài mà mình đã chuẩn bị đi. Anh ấy tại đã gửi tặng mọi người một cái khúc mà mọi người yêu cầu rồi. Bây giờ tiếp tục đi. Thì Dịch Văn Nghệ là sẽ một cái khúc tiếp theo. Tại vì show hôm nay chuẩn bị rất là nhiều bài và tranh thủ hát để lát còn hát mấy bài mọi người yêu cầu nữa nha. Trong lúc mà tụi mình hát thì mọi người có thể chia sẻ câu chuyện tình đơn phương của mọi người để cho hai đồ có thể cùng biết. Rồi lát nữa hát xong sẽ đọc lên nha mọi người. Bây giờ chị Trang hay là em hát đây? Chị Trang hát nha. Em hát trước đi. Ok. Ok. Vậy tiếp tục Lương sẽ gửi cho mọi người ca khúc. Hôm nay chuẩn bị là bài gì ta? Quên mất tiêu rồi. Chưa bao giờ hát. Chưa bao giờ phải say you do. Say you do. Chưa bao giờ đi, chưa bao giờ. Chưa bao giờ nha mọi người. Một ca khúc về tình đối phương cũng rất là hay. Của Trung Quân. Yeah.
mọi người. Ở đâu mà có nát ở trong đây vậy? Thêm một ly trà. Nhạc nhẹ nhàng, gái xinh, trai đẹp, nhạc hay. Cảm ơn mọi người nha. Đó, cho nên mọi người hãy ở lại trong room, đừng đi đâu hết để nghe những cái khúc thiệt hay về chủ đề hôm nay là crush nha. Sẵn tiện mọi người có xem thì mọi người có thể lên tay vỗ tay ủng hộ cho hai đồ, hoặc là bạn nào có xu có thể lên quà khuyến khích cho tinh thần hai đồ hát được hay hơn nữa, và hai anh đàn với ca dông cũng đánh hay hơn nữa. Ok, tiếp tục sẽ là phần trình bày của chị Trang Yumi gửi tặng cho mọi người. Bây giờ chị sẽ hát bài hát rất là lâu rồi, đó là bài hát từ thuở gọi là đầu 9X với cả 8X á. Bài đấy tên là, bài này của ca sĩ nam tên là Tuấn Hưng. Đố mọi người biết bài tên là gì? Mọi người có thể đoán được không? Một cái khúc liên quan tới yêu đơn phương một của Tuấn Hưng. Em cũng hay nghe nhạc Tuấn Hưng lắm. Giống như kiểu là một anh chàng thần tượng một cô gái. Không phải vậy, anh nhớ em nhỉ? Anh nhớ em là giống kiểu là đã yêu rồi. Với lại mấy cái khúc đã mãi yêu rồi, còn đây là đang thần tượng một cô gái. Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời. Kiếp đó đẹp mà. Cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Bài tên là Vẫn Nhớ của ca sĩ Tuấn Hưng ạ. Vẫn Nhớ. Trời ơi mọi người rất là nhiều bài của ca sĩ Tuấn Hưng mọi người post lên, nhưng mà Trang chưa thấy bài nào giống với cái bài mà Trang định hát. Sơn Tùng. Ok, bây giờ chúng sẽ hát về Vẫn Nhớ của ca sĩ Tuấn Hưng nha. Từ chiều buồn lang thang bước trên con đường, lạnh nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm. Một mình thương nhớ ai không xa như hoang vu. Một tình yêu xa băng yêu đơn phương mình tôi. Chẳng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời. Nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Lạnh lùng anh vẫn qua muôn hoa tươi trông theo, còn lại em ngất ngây trong cơn mơ mình em. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho anh, dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Biết thương anh, yêu anh, mong anh trong trái tim, nhưng không thể nói. Cho anh không cần em, nhưng em vẫn cần em. Dù anh ra đi thật xa, giấc mơ của em thầm giữ trong con tim bóng sáng của em. Sẽ mãi mang về anh hỡi em, tình yêu trong mơ của em thầm mong một lần được ôm anh trong vòng tay cùng trên yêu thương cùng đắp say mộng mơ. Mình sẽ mãi bên nhau. Như ngôi sao sáng cao trên trời, nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Muôn hoa tươi trong thêm, còn lại em ngất ngây trong cơn mơ mình em. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho anh, dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Biết yêu anh, thương anh, mong anh trong trái tim, nhưng không thể nói. Hãy subscribe cho kênh Talktv để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khúc về tình đơn phương hay quá. Anh ấy tìm không ra. Ờ, âm thầm bên em nữa. Xuân Tùng. Xuân Tùng nữa. Rồi Ngốc, riêng Ngốc là của Hương Tràm đã có Ngốc 1, Ngốc 2. Rồi không biết cho em gần anh thêm chút nữa có phải tình đơn phương không? Ừ, phải luôn, đúng không? Có, cũng có. Ừ. Một phút nữa không, đúng không? Nhiều lắm luôn á. Mà lúc tìm tìm không ra, nhờ mọi người nên là giờ phát hiện ra nhiều bài hay quá. Hello mọi người, hello mấy bạn vào sau. Hello anh Hunter Kin, chào Hoàng Master, chào Thiên Thạch 76 nha. Cho đi dọc top. À, vậy bây giờ mình hát bài gì ta? Vậy thôi mình hát Ngốc đi. Ngốc đi. Để âm thầm bên em. Khi bên em anh thấy điều chi. Ngốc bây giờ mình hát Ngốc 1 hay Ngốc 2 ta? Ngốc 1 thì... Ngốc 1 chị biết hát đúng không? Chị không biết hát vậy. Không hả? Dẫn người Ngốc 1 đi. Thế bài nào đàn dễ hơn? Một. Rất nhiều những câu chuyện em giấu riêng mình em biết, cũng bởi vì hạnh phúc của mình muốn gìn giữ nên em đành lặng yên. Có những lần anh dối em vẫn nhớ những lần như thế. Quá yêu san sẻ một nửa cho ai kia. Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai và nói rằng anh ấy đang lừa dối. Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai để khóc chỉ để sự yêu đuối. Em cũng chỉ bông tuyết trắng nha, chào em. Em có bị cận nên ngồi hai độ phải dừng vậy mới thấy chữ khó gì nữa. Có những lần anh dối em vẫn nhớ những lần như thế. Quá yêu I'm
Ở đây nhìn em Trang lại vậy, lại là sao? Xinh hơn đúng không? Ok, để tiếp tục chương trình thì sẽ là giọng ca của chị Trang Yumi nha. Chị Trang bé gì? Đôi nhạc acoustic mà về chủ đề đơn phương mà crush mà nó phải nhẹ nhàng sâu lắng như cái thứ tình cảm mà không thể nói ra đó. Khi nào hát nhạc Sơn Tùng rồi sẽ sung. Góc phố này nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ngất ngây, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Có một lần anh chẳng qua nữa, cứ thế xa xa mãi người em. Với những môi nhuộm màu thương nhớ, phố xa xôi đã vắng người qua. Còn lại anh còn bao yêu thương nơi góc phố bóng em xa mờ. Phần con tim anh dành nơi ai, là bờ vai, là màu tóc rối. Mùa thu sang hàng cây sao sáng, lá rơi đây đã qua ngày xanh. Ngược thời gian ngược về quá khứ, có trái tim đã hoa vụn vỡ. Hãy subscribe.
có trái tim đào hoa vun vén. Trải nghiệm gặp giác yêu đơn phương cùng những bài hát đơn phương làm cho bản thân trẻ thêm vài tuổi hả? Anh Biển Nam bao nhiêu tuổi rồi mà trẻ hơn vài tuổi? Trời, nói như là ba mấy bốn mấy tuổi rồi á. Hello Duy Linh nha, hello An Vui. An Vui lâu lắm không gặp. Mọi người cho hỏi thoát lập ra phòng 11 để làm gì? Để hát bolero, lát nữa lên show 21 giờ đến 11 nè. Hai idol chia sẻ cảm giác yêu đơn phương nha. Chia sẻ nãy giờ luôn á, chia sẻ rồi, chia sẻ từ đầu giờ rồi. Chắc bạn này là mới vào, vào nên mới hỏi cảm. Không, anh Biển Nam thấy nãy giờ luôn, ổng ngồi ổng nghe, bây giờ ổng kêu chia sẻ nữa, khổ ghê vậy. Ừ, chia sẻ trong những câu chuyện mà tâm sự nãy giờ, rồi chia sẻ trong những bài hát nữa đó. Không có gì hay bằng chia sẻ bằng bài hát đâu, lời bài hát là hay nhất rồi. Mình nói nhiều khi nó còn vụng về, nhưng mà lấy lời bài hát để thay lời những gì mình muốn nói thì nó sẽ hay hơn. Ông nào yêu đơn phương cô nào đó thì cứ thu âm một bài hát rồi gửi là người ta tự hiểu liền, không cần phải nói. Nói nhiều khi em đang làm gì đó rồi cái nó xin luôn. Nên chọn bài nào? Trời, bài nãy giờ luôn nè, yêu đơn phương, rồi bài nãy gì chị, bài của Tuấn Hưng ấy. Ờ, vẫn nhớ. Ừ, vẫn nhớ đó, quá trời luôn. Toàn là mấy bài hay hay không. Âm thầm bên em cũng được. Ừ, Xuân Tùng là nhiều khi cô ấy là Sky đó, là cô ấy yêu luôn. Em ăn cơm chưa vậy? Em chưa. Chị ăn cơm chưa? Chưa. Chưa luôn. Đây là hát cũng kiểu bị ăn cơm chưa? Cơm. Hai ăn cơm chưa? Chưa luôn. Anh gì? Anh hát tửu ca bao tụi em ăn hả? Sao hỏi ăn cơm chưa? Sao giống idol Trịnh Trang và Lương Huỳnh của tôi? Úi trời ơi, của đúng tôi rồi, tại sao? Cái này là đúng chính xác mà tại sao không nhận ra ta? Có xem rồi mà. Yêu Trang nên nghĩ đến Bu. Trời ơi, cái này là một mũi tên trúng hai đích này. Này là thánh câu cá luôn rồi. Câu cá đúng không? Giỏi câu cá đúng không? Ngoại tình trong tư tưởng. Cái này là bữa có nói trong talk show rồi. Cũng là một dạng nhưng mà không có thể hiện ra rõ ràng, cho nên là không có bắt quy ai được hết, không có quy tội cho người ta được, tại người ta chỉ mới trong tư tưởng thôi. Yêu đơn phương mà cũng là dạng một dạng ngoại tình trong tư tưởng đó, có nghĩa là đang yêu người này rồi xong nhảy sang yêu người khác, nhưng mà cái đó đâu ai cấm cản mình đâu, đúng không? Tại vì tình cảm của mình vẫn chưa được công khai. Hello Tuấn Thiếu Gia. Có trong show acoustic hàng tuần. Sau đây sẽ là khúc do cái dâu trình bày. Cái dâu hát rất hay nha. Nãy giờ tôi hát mà không nghe bè. Sau đây mình sẽ tặng cho các bạn bài hát mang tên bài gì? Điều buồn nhất. Không phải hả? Tình thôi xót xa. Tình thôi xót xa. Yeah. Linh quản em ơi. Từ khi quen em, anh đã biến đôi rồi. Vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn tháng ấy trao em rồi. Em như kiều thương tha cho hồn ấm say của tình dài lâu, ngủ sâu vòng tay em mãi. Anh nào biết, anh nào có hay.
hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng tan lòng cay đắng khi em quên lối hẹn lời yêu rồi thương anh đã quên những lòng anh ngồi hoài giấc mơ tình sẽ khó phôi phai như làn mây có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ chờ em đến tìm thôi xót xa nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ chờ em đến tìm thôi xót xa. Đó dấu nghe. Đây đây là dấu tay ăn rồi. Đó anh guitar mà hát thì ai đánh ra luôn. Ờ. Bằng cây dông hát cho nền cây dông. Đó guitar hát bài đi nè, hát không? Đó. Cây dông biết đàn luôn. Nhiều quá. Em show buổi đêm anh ạ, em show lúc 2-3 giờ tối nay. Hát tặng đi, hát tặng đi. Yeah. Nhân cơ gì à, nhân cơ hội. À, tuần sau sẽ được xem Full HD không che. Vâng. Ờ để hai anh trai hát, hai gái ra quánh ca dông với guitar luôn. Rồi banh luôn cái show của người ta luôn. Ông đang hát chơi guitar là đúng rồi. Tại vậy người ta hát hay như vậy. Rồi quá hay luôn. Ồ thì có dấu nghề. Trời ơi đây là cũng có tài để mà giấu. Người ta lâu người ta mở thì người ta hát như vậy nó mới giá trị. Hát ít thôi, nhá nhá hàng chơi thôi, hôm sau sẽ có Full HD cho mọi người. Ok, cảm ơn mọi người đã đến với show acoustic chủ đề tình đơn phương hôm nay nha. Hàng tuần mọi người nhớ là 20 giờ Room tại Room 88 sẽ có những show acoustic. Mỗi tuần sẽ là một chủ đề khác nhau, rất là thú vị. Mọi người vào có thể là giao lưu trực tiếp với idol, có thể chia sẻ những câu chuyện, rồi cùng nghe hát. Đó, rồi ai muốn nghe Full HD thì tuần sau vào xem hai anh ca dông với guitar hát nữa nha. Nhớ yêu cầu nha, chứ không idol sau không có biết đâu. Tuần sau là hai idol là không show nữa rồi, nó sẽ thay phiên. Sắp tới giờ rồi còn có một phút mấy giây nữa. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người gặp lại mọi người vào tuần sau nha. Bye bye.